Rồi, xin chào ông bà cô chú anh chị em nha. Mọi một buổi sáng vui vẻ hạnh phúc nha. Thì hôm nay thì sáng như vậy thì vẫn còn ở Florida, ở đây chiều nay mới đi về bên kia. Thì bây giờ thì sáng đi uống cà phê, rồi đi dạo phố được một chút xíu nữa, rồi mới đi vòng vòng cho nó hết ngày hôm nay, rồi chiều mới khởi hành về tiểu bang mình lại. Thì đó, thì bây giờ là mấy người anh chị đâu bên kia đi qua xe của anh Hùng hết rồi, xe truck. Đây Lộc lái xe này với anh Ngọc, hai anh em đi chung một xe. Anh Ngọc thì đi chung một xe, rồi thì đi quán cà phê uống Starbucks, rồi sau đó mới tính đi đâu tiếp tục nha các bạn. Mời các bạn theo dõi chương trình của Lộc nha. Đây là đường phố ở sau mấy cái khu shopping này, ra đây để đi uống cà phê và kinh đậu ở mấy sau lưng của những cái building ở đây, những cái chỗ mà mua bán đồ ăn cà phê này, đó này là phía sau lưng để đậu xe. Đó, đây là đại đội nè, đi uống cà phê. Đi cà phê này đậu bên trước nè, trước mặt mình. Morning nha. Hạnh nè, Hạnh xin morning nha các bạn. Xin chào buổi sáng hết tất cả. Rồi đi ra cà phê. Vô. Vô quán cà phê nha các bạn. Tao bắt nè. Đi vào cái khu vực công viên đó, thì hai bên đường lộ là hình núi, rừng núi không, rừng như suối đó. Đi vào trong này thì cái park trong này, cái công viên có nhiều trò chơi trong này hay không thì mình chưa biết nha, để vào đó rồi mới biết coi như thế nào. Giờ mình tới ngay cái cổng vô của nó rồi. Đây nó không biết nó có thú vật gì không ta, có con này con kia không, sở thú. Rồi lấy ticket nữa, rồi lấy vé, lấy vé vô, đi vé vô cổng trả tiền, vô cổng trả tiền bạc kinh, tiền đập bãi đậu xe. Là ngồi trên xe chạy vòng thôi chứ không có xuống ra. Thì nó để bảng là 4 đồng một chiếc xe, mỗi chiếc xe là 8 người max. Còn 2 đồng á một cho một người person, đi bộ, đạp xe đạp, chạy mô tô, thêm một người lái xe nữa. Đó. Thì cái đó là cho 2 đồng. Còn có những người mà có cái thẻ riêng của mỗi năm á thì tính tiền riêng, tiền khác là rẻ hơn. Cái tiền phi nó rẻ hơn. Đó là dạng membership mà. À, cái dạng membership đó. Play and develop in PlayStation slot. Display stuff or pass on this dashboard. Hôm nay thứ hai đó. Từ thứ ba là đóng cửa thứ ba với thứ tư. Wesley hours tour. Hourly 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Đóng cửa thứ ba. Thứ tư. Max 10 người đi tour đó. Người lớn thì 4 đồng, người nhỏ thì 2 đồng. Trả tiền lại nhà trả tiền. Chắc vô con văn phòng. Đó, người yêu nữa, người yêu lạng trước cửa xe đó. Trả tiền rồi đó hả? Chướng quá vậy nè. Phải có cái thẻ này nha các bạn, phải có cái giấy này để trong xe của mình. Là coi như là mình đã trả tiền bạc kinh, trả tiền này, tiền kia gì hết, tiền cho đây để nó cũng như là ủng hộ vậy đó, cho giữ gìn sạch sẽ, như là làm phá để trả tiền công, tiền này, tiền kia cho những người ở đây, cho cái công viên này để giữ vệ sinh vậy đó, để cho có người phục vụ ở đây, service. Bảy giờ rưỡi tối là cái chỗ này đóng cửa không cho vào nữa nha các bạn.
À, những người à, giữ vườn giữ rơi nữa, giữ vườn cho sạch sẽ cho đẹp nè đó, còn những người lớn tuổi làm nhiều năm ở đây. Và cái đây là cái công viên, mình đi vào coi trong đây có những gì nha. Chạy lòng vòng lòng vòng cái park, không cho đậu xe khu này. Cái này đã đi vô vào đây để nôn phật kinh mẹ. No, phật kinh này nôn phật kinh cái đường này. Nhưng mà đi sâu vào trong chút đi chứ ai biết, nhưng ngoài này đâu có gì đâu coi. Chạy sâu vào trong chút có gì không? Như là đi rừng vậy, ai biết. Ở trong này có gì coi em? Có chim chưa sống. Chưa tới mà, đi sâu vô đi. Ờ, đi sâu vào trong nữa hả? Không biết rồi. Để em biết em lần đầu tiên em tới đây luôn á. Cái khẩu đĩa gì kỳ cục vậy trời ơi. Lần đầu tiên nó tới đây mà. Ờ, thôi. Vì sao chạy vòng ra rồi? Ờ, ra đậu xe cho chắc ăn. Thảo địa kiểu này chắc đủ việc sớm quá. No, mình phải coi cái này chứ, đừng không lẽ là đi dạo trong này sao? Đi dạo thôi. Phải là chắc có cái gì chứ làm gì dạo coi. Đồng hay gì đó, đây là công vườn kỷ niệm đó. Công viên ghế đá là nằm ở trong này. Cái nhà này nó tạo dựng lại thôi chứ không phải original. Ngày xưa thì nó sơn sửa nhiều năm rồi, nó sơn sửa lại đó, thì nó tu bổ lại. Nhưng mà cái nhà nó tạo nhà thì công viên ở đây thì có hoa hồng này kia thì để cho những người ra du lịch tới tham quan để coi mình có cái khung cảnh tuyệt vời để kêu gọi để những cái thích của những người mà tới đây tham quan, thì người ta rồi đi rồi ta vẫn nhớ cái kỷ niệm này rồi người ta sẽ trở lại là như vậy nha các bạn. Thì cái căn nhà trước mặt của mình đó là của ngày xưa đó, thì vào thời 1700 thì người ta mới bắt đầu tới đây ở, thì nó chưa có cái gì ở đây hết nha. Đấy là khu rừng quan khai đất là từ năm 1700. Thì vào thập niên đó thì người cái căn nhà này đó thì là của một cái gia đình, cái họ Mills. Wesley Mills là người đầu tiên đã mở đất, khai đất ra là đốn cái cây để lại làm xây dựng nhà cửa, là những về cho người về gỗ đó. Rồi từ từ người ta cây vào đời tới 1860 đó mới đầu mới có nhà thư, có những cái này, rồi những người dân ở các khắp nơi khác để về cho sống. Và là người đó là những người thời đó, là 1700 đó, là người Pháp, người Anh đã có mặt ở đây, và người da đỏ, những người Mỹ Tây Cơ đã có mặt ở vào cái khu vực này rồi. Trên người ta kéo về mỗi nơi, về mỗi một chủng tộc thì kéo về đây sống chung với nhau. Và cái Wesley Mill này á, là một cái gia đình này đã mở ra cái công ty về làm gỗ, đốn gỗ, xây dựng nhà cửa, mới bắt đầu mới có nhà cửa, có những thứ. Đây là trải qua nhiều đời nhiều năm thì cái gia đình đã không còn nữa, thì vẫn còn cái lịch sử của họ vẫn còn ở trong cái bang này, thành phố này, cho nên để lập ra được. Thì nhiều năm trải qua nhiều đời thì cái nhà này ta đã, cho cái gia đình này đã ở đây, thì nhiều ta xây dựng lại nhiều năm trải qua cả niên rồi thì nó cũ kỹ, người ta vẫn được giữ lại làm kỷ niệm để cho lịch sử một cái ít hơn một cái lịch sử của đó. Cái gia đình đó. Cái công ty từ từ rồi nó mở cho tới ngày hôm nay luôn nha các bạn. Đó. Mình đi. Năm rồi có trường học, có này có kia,
từ từ mới có nha, người dân cư tới đảo đông đủ như ngày hôm nay. Đó, đi theo từ năm như vậy thì bắt đầu là 1700, rồi từ từ mỗi năm tới 1880, rồi chứ nhiều cái generation nó phát triển ra, thì công ăn việc làm, trường học, rồi học sinh, rồi có đủ thứ hết. Đó. Thì cái nhà này nhiều năm trải qua rồi, chỉ là bây giờ chỉ là không biết là còn có người ai ở đây hay không, thì đó, thì chỉ là chuyện làm thôi, hay là để như thế nào đó để kỷ niệm. Rất là bên trong thì những cái đèn điện này kia vẫn còn y nguyên hết, vẫn còn bớt bình thường, chúng như nhà ở bình thường vậy, nhưng mà không biết có ai ở hay không nha các bạn. Đó. Đẹp quá thấy hả? Khu công viên này rất là đẹp, yên tĩnh. Kêu thì kêu Hạnh qua đây nè, chụp hình nè. Ví dụ có người, nhiều người nào có bị phiền tối cái gì đó, ra đây là con người thấy thoải mái liền đó nha. Trời, dễ sợ. Tâm thần rất là tỉnh táo liền đó. Anh cầm giỏ cho em anh, nó đi nó đụng cái, nó gung gung cái máy á. Cảnh đẹp quá à, thích dễ sợ. Cái hồ này nha các bạn. À, là những cái hồ bên đây, hồ nước. Có cái hồ nước. Nữa là có những cái hồ để bơi xuồng này kia đó. À, để đi câu cá bơi xuồng hồ nước này, trong công viên. À, chúng ta gia đình tự đi tới tham quan. À. Nãy Thí đi muốn đi qua đây nè, Thí nãy muốn qua đây nè. Muốn qua đây tham quan cái công viên này đó, thì bây giờ đã định tìm được chỗ này rồi. À. Đẹp không Manny? Thích không con? Có không? Có lâu rồi luôn hả? Mình để cái flower trong cái chỗ somebody đang tái. Cái gì kì? No, cái fake one, cái fake. Rồi con nói bữa nay con đi đâu nè? Đi qua park nhưng mà không biết park nào. Con thích chỗ này không? Nhưng mà con muốn đi biển chơi sen. Ok, muốn đi biển chơi cát. Ok, lát nữa mình đi nha con nha. Không, muốn đi bây giờ. Đi bây giờ hả? Đi tham quan cái đi rồi đi. Quan là gì vậy? Đi coi á, đi mình đi coi vòng vòng á, rồi mình đi qua park. Ý, mình đi qua biển. Nhìn cái nhỏ đấy đó, mà con nói, con gái bỏ máy nó làm gì? Lịch sử. Nói gì vậy? Này nói gì kìa ba? À, cái này thì nói là người ta mua lại cái chỗ này nè. Trở thành này mua lại chỗ này chúng là rồi cho để lại cho nhà nước để đi. Làm một công viên cho những du khách tới đây chơi thoải mái. Thôi. Thôi. Nè bé. Lấy máy tôi kìa thấy ơi. Cái này cũng là cái bàn này. Thấy hết rồi. Em Thí bắt đầu chụp hình. Thí phái coi cảnh lắm. Vậy chụp không chưa ta cười á, chứ chụp hoài kì. Đó rồi, đây là khung cảnh tuyệt vời luôn. Đó, đứng đây là chụp hình kỷ niệm nha. Đó. Khung cảnh này quá tuyệt vời luôn, rất là đẹp, thoải mái, mát mẻ. Đẹp. Bà đi ở đây nè, bà có thể bà xây chuyển được. Còn kia bà đâu có xây chuyển được đâu. Đúng không? Ừ. Đó, đẹp dễ sợ luôn á. Rất là mát mẻ luôn nha các bạn. Đó. Tiếp tục đi nha. Rồi đi xuống cái hồ trước mặt của mình đó, coi có những thứ gì ở trong cái hồ. Rồi chắc là cái phong cảnh ở đây là tuyệt vời lắm rồi, khỏi cần bàn nữa rồi.
rất là thoải mái, rất là tuyệt vời luôn á. Mát mẻ. Ở đây thì ở đây mình không nên bỏ những rác rưới vào đây, những chỗ cắm cái này, những chỗ công viên này. Thì ở đây những người làm ở đây là những người những người về hưu hay là gì đó, giữ sạch sẽ, người ta qua bên kia cái giờ của mình á, người ta bỏ công của người ta ra, người ta không có lấy lương, không có lấy gì hết, thì người ta bỏ công ra, người ta dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ để cho những người du lịch có thể tới. Thì mình cũng nên giữ vệ sinh cho chỗ này đó. Thì những người lớn tuổi á, người ta bỏ thời gian người ta ra đây để người ta giống như là mà làm công quả, làm phước gì về người tượng bên đạo công đạo Phật là nói vậy đó, làm công quả, làm phước vậy đó. Còn từ thiện, làm từ thiện vậy đó, giống vậy đó. Để bỏ thời gian của người ta ra đây. Chỗ này cho sạch sẽ thì mình cũng nên làm giữ vệ sinh luôn để thôi mấy người đó lụm cũng tội người ta. Sạch sẽ hay là mình đi chụp hình hay là cái gì đó thì mình đừng có ăn uống cái gì đó thì mình nên bỏ thùng rác. Ở đây người Mỹ nó cũng ý thức lắm, nó ăn giống như Andy bé lớn đó, nó chứ ăn đồ không bao giờ nó gãi xuống dưới đất đâu. Nó bỏ vô thùng rác hết à, tự động nó làm mà khỏi kêu gì hết á. Nít ý thức từ nhỏ rồi, đi trường nó dạy từ nhỏ cho nên nó quen cái nề nếp đó luôn. Còn cái bình này cho cái gì ta? Không, này chỗ cho ta nghỉ mát thôi. Này làm cũng đẹp giống như cái sân khấu rồi đó. Nó nghỉ mát. Cái gì á? Nghỉ mát. Cái đình này nè. Đó, nhìn nha, vòng vòng rất là đẹp luôn, có bàn ghế mình picnic ra. Ngay biển luôn, ngay bờ sông. Đó. Có bàn để cho mình ngồi nghỉ ngơi, ăn uống. Đó. Có lò nướng thịt đồ luôn, cho sẵn luôn. Cuối tuần ngày hè rồi nè, người ta đi lại đây người ta nướng barbecue rồi câu cá. Đó. Đi ra cái cầu này em. Đây gia đình nhỏ của Pemberley, Nguyễn Dũng Văn Lộc Pemberley. Nè, đó. Chụp hình đi. Chụp hình đi Thí. Thí ơi. Xuống cầu kìa Thí ơi, xuống cầu nè. Trời, cầu đẹp dễ sợ luôn nè. Cầu thấy thơ mộng chưa? Rừng xanh bát ngát, biển hồ mênh mông. Đó, đúng luôn. Mấy ngày lễ này ở đây, ở tiểu bang này thì không có nghỉ học được, giống như tiểu bang của Louisiana được nghỉ một tuần. Cho nên ở đây bà con ta đi làm, con người ta đi học lại bình thường rồi, không có đi chơi nhiều. Nghỉ đây chắc câu được anh hả? Ở đây chắc người ta nhảy lên bờ luôn nè, nó nhảy lên luôn á. Ghê vậy? Phóng lên mặt biển, mặt nước. Cá nó giống cá đối của Việt Nam, kêu cá đối đó. Đâu, đưa em coi cái coi. Ở đây nó nói dưới nước này có cá hả? Có cá nè, cá nó nhảy lên mặt hồ luôn á. Ừ. Ta câu luôn ở đây nữa, đẹp, phong cảnh rất là đẹp, trời nay trời mát nữa. Có chút xíu nắng, mát mẻ luôn. Trời ơi, thật là thoải mái đó. Con nhỏ, luyện đá, luyện. Nhưng mà không thích ở đây hơn đâu, thích đi biển à, thích đi chơi với cát. Nãy giờ đòi đi chơi với cát. Đi biển, đi cát biển, cát trắng. Phong cảnh đẹp mát, trời vô mình đi. Ở phong cảnh tốt ngoài kia kìa. Nhìn cái hồ đi xa như kia luôn. Nó chắc ra biển luôn á. Không biết. Đi tuốt ngoài kia, xe lộn ngoài kia, đi tuốt. Rồi đi lên bờ. Đó, giờ mấy em chơi nè. Đi chơi này xong rồi mới lên biển cho anh này chơi cát. Anh này thích cát lắm. Thích cát nhưng mà không cho cát dính vô chân, không biết sao ở đây.
đó nè. Đây có những cái con cái ốc nè, có ốc, những con cá ở đây nữa. Rồi đi, đi bé ơi. Hello baby. Này lên hình đẹp đấy. Lên tivi lớn coi đẹp. Đây nó để cái bảng cho mình biết có cá gì dưới đó lên hả? Đủ thứ hả? Nhỏ xíu gì mà sao nhiều, còn nhiều loại quá vậy? À, với biển này luôn hả? Cho mình cái ghế để mình ngồi mình ngắm ngắm biển, ngắm cung giang với nước rồi luôn. Có vịt trời nữa hả? Rồi đi vô đi. Đi lên đi. Rồi mình đi qua chỗ khác nha các bạn. Có hai anh lính hay gì, hai anh gì đều đứng cái gì? Nông dân. Hai nông dân chèo xuồng hả? Có con sóc kìa. Anh Ngọc thích ở đây không anh Ngọc? Ở đây cho anh miếng đất nè, xây nhà ở đây luôn đi. Thích đây không? Chính xác. Chính xác luôn. Đó. Ôm giống cái con chiếc xuồng. Bà bên đi, ổng bên hạnh. Rồi, hai đứa nhỏ leo lên trên, hai đứa nhỏ leo lên xuồng. Đó. Rồi xin chào nha, đi công viên. Đi. Làm cái gì làm cho con người nó lười. Không có gì mà nước cũng chảy. Đó. Gì con? Đâu? Đâu đâu má đâu có. Ờ, rau má của Mỹ á, rau má rừng đó. Đâu có uống được. Ừ, uống được đâu. Không được. Cảnh đẹp quá, mát mẻ dễ sợ luôn. Cuối tuần ra đây nướng thịt, nướng cá. Sao bằng là một bánh nữ. Gì? Đang ăn nhậu nhẹt. Ừ, vậy còn mát hơn nữa. Ừ. Có sao đâu. Là mát mẻ. Ừ. Ơi. Tại sao? Tại sao ướt áo vậy con? À, không sao đâu, lát nó khô à. Để Thấm quay cái cây này nè, cho cả nhà coi cái cây trước mặt mình đó. Trời ơi, nó nằm ngang cái đường luôn, nhìn đẹp chứ sợ không? Không sao đâu con, lát hết rồi không sao đâu. Nó lấy áo. Lấy giấy là làm mà cô. Sao con uống con không cẩn thận vậy? Để cho bóp nó bị nó bị ướt áo vậy. Trời đẹp không Hạnh ra nè Hạnh. Ừ. Miệng, vô miệng, nó đẹp chứ sợ luôn. Em thấy đi xa xa. Cái cây đẹp quá trời luôn nè. Cây một nhiều năm rồi đó. Ừ. 80 năm cái cây nè. Con đi biển. Ok đi nè, đi biển nè. Nói vậy chứ vậy. Sớm mai 5 giờ đi làm rồi nha. Ok. Sao phỏng vấn anh Ngọc ở đây đi, có thấy thích không? Có muốn ở đây nữa không? Không, chỗ này không ở. À đây. Biển mấy em. Chỗ biển có mấy em phải không? Ở đây em có mấy em phải không? Ở biển mấy em tắm còn có là hai mảnh ở đây không? Nhà đó nó lóc cửa hả Thi? Nó đóng mà một tiếng mới mở lên. À. Một
tí nó mở là nó cho người ta tham quan lắm đấy. Ừ. Trong coi mấy cái đồ cổ ngày xưa người ta có. Cây đẹp đẹp. Ừ. Có lầu luôn hả? Nha, đúng rồi. Cảnh đẹp quá, muốn quay hoài luôn. Đẹp quá, quay cho cả nhà coi. Không gian mát mẻ, đẹp đẽ. Vô chụp hình làm kiểu lại coi. Làm kiểu lại đi. Chán rồi nãy chụp không xong. Ừ đó đúng rồi đó. Rồi. Trời giống dữ nha. Giàu quá. Đó hai em chụp hình vậy đó. Có không có mà. Vừa vô luôn. À, thì theo cái lịch sử của ở đây đó, cái gia đình Wesley Nguyên đó, thì từ 1700 tới bây giờ đó, thì có người, như Lộc đã nói, người Pháp, người Anh, người da đỏ, người Mỹ Tây cơ thì đã vào cái miền đất này rồi, sống ở miền đất này rồi, thì tới từ lần lần thì ở đây thì nó phá đất, phá khai đất này kia, làm chặt gỗ để xây dựng nhà cửa đó nha các bạn. Rồi dần dà là tới năm 1860 thì trở thành những cái khu nhà như vậy đó, những cái khu nhà như vậy để cho dân chúng bắt đầu tới đây để cơm tụng dậy ta ở, nó trở thành cái đến ngày hôm nay. Chẳng hạn thì tới 1773 mới có thư nhà bưu điện này kia, rồi có trường học, xây dựng học theo đường 1888 có trường học này kia để cho những em bé nó học sinh của cô giáo. Được lần nhà thì theo từng năm như vậy, mỗi năm nó có một cái khác nhau, nhà thờ này kia, rồi những tàu bè cập bến, có những cái bến cảng, rồi giờ từ đó chút xíu lịch sử thì tiếp tục ra bên này vào năm 1920 đó, thì có những cái bến cảng nó vô ra thì những cái bến cảng như vậy nè, để cho tàu bè nó vô ra, cho những cái thu nhập, những cái kinh tế phát triển cho tới ngày hôm nay. Thì rằng là theo mỗi một năm như vậy, mỗi năm có đi khoảng khác nhau thôi nha các bạn đó. Thì rồi sau đây từ từ rồi người ta đã trở thành một cái vườn có kỷ niệm thôi, người ta mua lại cái khu đất này để người ta donation, là để nguyên góp ra để trở thành cái công viên cho tới ngày hôm nay, để lịch sử rồi. Gia đình đó cho để tưởng niệm cái gia đình đó cho tới ngày hôm nay luôn đó. Rồi được rồi. À, bây giờ thì Lộc xin kết thúc cái clip này tại đây. Thì cảm ơn tất cả đã ủng hộ và theo dõi chương trình của Lộc. Nhớ đăng ký và bình luận vào cho Lộc, để cho Lộc thêm động lực. Thì cũng như Lộc đã nói, thì cảm ơn tất cả đã bình luận và để cho Lộc có thêm động lực. Sự ủng hộ của các bạn đối với Lộc rất là quan trọng. Thì Lộc cảm ơn. Chúng ta xin tạm ngừng và tạm biệt tất cả tại đây. Giờ bây giờ là còn chương trình đi biển nữa nha các bạn. Nhớ đón xem.